Hãy cùng Minh Phương và bà Thắng Vàng đồng hành với các cầu thủ bằng cách nhấn subscribe và nhấn chuông bà Thắng Vàng để được nhận thông báo khi có những thông tin mới nhất các bạn nhé. Sanchez đã trải qua một thời gian khó khăn kể từ khi gia nhập Bayern Munich hè 2016. Khi đó, cầu thủ 22 tuổi mới giành chức vô địch Euro 2016 cùng Bồ Đào Nha và đoạt danh hiệu cậu bé vàng không lâu sau đó. Nhưng tại sân Allianz Arena, Sanchez không phát huy được khả năng và trải qua một mùa cho mượn tại Swansea cũng rất đáng quên. Thời gian qua đi, Sanchez đã trưởng thành hơn và tự tin sẽ có cơ hội chứng minh tài năng trong mùa 2019-20. Ông ấy đã nói mọi thứ, từ bối cảnh đến khả năng của tôi. Kovac nói rằng sẽ cho tôi và những cầu thủ khác cơ hội chứng tỏ bản thân. Tôi và các cầu thủ khác đi lên từ con số 0. Tôi nghĩ ông ấy cần tôi vì tôi là một cầu thủ giỏi và câu lạc bộ tin tưởng vào tôi. Theo The Sun, Atletico Madrid bất ngờ một mùa Eriksen. Đội bóng thành Madrid đang trải qua một mùa hè biến động nhất trong lịch sử. Họ đã chia tay rất nhiều trụ cột. Ở chiều ngược lại, đội bóng của Tây Ban Nha đang lên kế hoạch đưa về những tân binh chất lượng. Đội bóng thành Madrid chấp nhận chi 70 triệu euro mua ngôi sao người Đan Mạch. Huấn luyện viên Simeone là một fan hâm mộ của cầu thủ 27 tuổi. Ông muốn đưa anh về sân Wanda Metropolitano. Huấn luyện viên Thomas Tuchel đánh giá cao tài năng của Dybala. Ông muốn làm việc với cầu thủ này ở sân công viên Đức Hoàng Tử. Đã có những tin đồn cho rằng cầu thủ sinh năm 1993 cũng đang muốn rời Juventus. Anh không muốn sống dưới cái bóng quá lớn của Ronaldo. Hiện MU cũng đang quan tâm Dybala. Để vượt mặt quỷ đỏ, đội bóng nước Pháp chấp nhận chi 72 triệu bảng cho thương vụ này. Ngoài ra, họ cũng chấp nhận đáp ứng mức lương mà cầu thủ này yêu cầu. Có nhiều thông tin về việc Juventus là một trong các đối tác muốn mua Pogba. Trong quá khứ, anh từng khẳng định tài năng tại chính Bianconeri sau khi thất sủng ở MU. Và huấn luyện viên Sarri, người thay thế Massimiliano Allegri, ra đi mùa trước thừa nhận mình ngưỡng mộ tài năng của Pogba. Theo Daily Star, Ivan Rakitic đang xem xét nghiêm túc khả năng cập bến Old Trafford. Huấn luyện viên Solskjaer muốn MU mua Rakitic trong trường hợp chia tay Paul Pogba. Ông thầy người Na Uy đánh giá cao tài năng của cựu sao Sevilla và muốn làm việc với anh ở Old Trafford. Barca đòi 50 triệu bảng cho ngôi sao của mình. Nếu chi đủ số tiền này, Man Đỏ sẽ có được điều mình cần. Ivan Rakitic là mẫu tiền vệ trung tâm toàn diện, anh có khả năng điều phối bóng tuyệt vời. Ngôi sao 31 tuổi sở hữu rất nhiều kinh nghiệm thi đấu, chắc chắn sự có mặt của tiền vệ này sẽ là sự bổ sung chất lượng cho nửa đỏ thành Manchester. Sau khi gây thất vọng trong mùa áo Chelsea theo dạng cho mượn, Gonzalo Higuain đã trở lại Juventus. Cầu thủ sinh năm 1987 là học trò cưng của huấn luyện viên Sarri. Ông thầy người Italia muốn giữ ngôi sao người Argentina ở lại. Tuy nhiên, siêu sao Ronaldo không muốn chơi bóng bên cạnh Higuain. Cầu thủ người Bồ muốn đội bóng thành Turin đẩy tiền đạo này ra đi. Hiện, Gonzalo Higuain đang đàm phán rời Juventus. Cầu thủ 31 tuổi đang nhận được sự quan tâm từ một vài câu lạc bộ. Mới nhất, Gonzalo Higuain tới Roma theo dạng cho mượn là khả năng có thể xảy ra ở hè 2019. Đội bóng thủ đô Italia nhắm cầu thủ người Argentina trong trường hợp chia tay Edin Dzeko. Theo Corriere dello Sport, Dzeko sắp cập bến Inter Milan. Đội bóng thành Milan đã không thể chiêu mộ thành công Lukaku từ phía MU. Lý do là bởi họ không thể kham nổi số tiền 75 triệu bảng mà quỷ đỏ đòi hỏi. Inter Milan đã chuyển hướng sang Dzeko. Inter Milan chấp nhận chi 20 triệu euro mua Dzeko. Bản thân cựu sao Man City sau một thời gian dài gắn bó với Roma cũng muốn ra đi. Đội bóng thủ đô Italia nhắm Higuain thay thế Dzeko. Họ chấp nhận mượn tiền đạo 32 tuổi một mùa, trong trường hợp có điều khoản mua đứt. Higuain đã mặc áo số 21 thay vì số 9 kể từ khi trở lại Juventus sau thời gian cho mượn tại AC Milan và Chelsea. Cầu thủ người Argentina cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rời đội bóng thành Turin. Tin chuyển nhượng của bàn thắng vàng ngày 21 tháng 7 đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại!